Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 dự đoán công việc thành công. Bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên hoặc thậm chí tăng lương, những khen thưởng không còn xa nữa, thậm chí có thể được khen thưởng về mặt tài chính cho tất cả công việc khó khăn của bạn. Đối với những người có công việc kinh doanh của riêng mình thì điều đó sẽ tốt, nhưng đừng bao giờ quá tự hào về thành công của bạn vì nó có thể khiến người khác đố kỵ với bạn. Vận may nghề nghiệp của những người Tân Hợi sẽ nhận được hiệu ứng mạnh mẽ từ các mối quan hệ xã hội. Bạn sẽ gặp một số người tiền nhiệm có thể ủng hộ bạn trong công việc. Hãy tận tâm và thực tế, sau đó có thể có được doanh thu mà bạn xứng đáng. Bạn đời của bạn sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp. So với năm ngoái thì tình trạng thể chất sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều vì sự tránh xa việc sử dụng điện thoại di động và hút thuốc uống rượu quá mức. Sinh năm 1971, nạp âm ngũ hành là thoa xuyến kim, phần lớn là người không thích lo chuyện bao đồng, lúc trẻ không tụ tài, về già gặp nhiều căn duyên tốt, làm mệnh có thể coi là có vinh hoa phú quý. Năm Canh Tý này có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là ấn tinh, năm nay dễ bị áp lực từ gia đình, khiến bạn luôn phải cảm thấy buồn phiền, tâm bất do kỷ. Nhưng cần phải tích cực đối diện với sự nghiệp và cuộc sống, loại áp lực này cũng chính là động lực để bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để đầu tư bất động sản. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Thân âm kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là ngang bằng với bản thân, được tài lộc từ người khác mang đến. Tổng quan về vận hạn tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm Canh Tý 2020. Sao chiếu mệnh và vận hạn của năm 2020 tuổi Tân Hợi đối với nam mạng thì bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạn toán tận và vận niên thử quy điển. Sao Thái Dương thì đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp tài lộc cho nam. Còn nữ thì lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Những người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến đối với gia chủ. Trong đó, những ai có hai nguy cơ cao nhất đó là bị cướp bóc và thứ hai là chung vốn làm ăn cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng đột ngột bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Tân Hợi năm 1971 nữ mạng. Nữ mạng trong năm 2020 bị sao Thổ Tú chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và Vân Niên thử quy điển. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra thì cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều biền phiền, bất an. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất kỳ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp với tân hóa thủy vào những tháng Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là bính thì có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Bính Dần như là 1986, Bính Tý 1996, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Thân 1956. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc,
hợi, mão, mùi, hóa, mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ tương ứng sẽ là tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có thể tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành, những tháng này rất hanh thông, thuận lợi và may mắn. Một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là: nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mão thì chọn ngày hoặc là giờ tuổi Mùi, và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Mùi thì sẽ chọn ngày giờ là Mão. Về tuổi Thiên Lộc, tuổi Thiên Lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt nhất cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Dậu sinh năm 1969, Quý Dậu sinh năm 1993, Ất Dậu sinh năm 2005, Tân Dậu sinh năm 1981, Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ người kinh doanh cho chồng con. Dương Quý Nhân của tuổi Tân Hợi sinh vào 1971 là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Canh Ngọ sinh năm 1990, Giáp Ngọ sinh năm 1954, Bính Ngọ sinh năm 1966, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Tân Hợi sinh năm 1971 là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Dần sinh năm 1998, Nhâm Dần sinh năm 1962, Giáp Dần sinh năm 1974, Canh Dần sinh năm 1950 hoặc là sinh năm 2010, Nhâm Dần sinh năm 1962, Bính Dần sinh năm 1986. Do Tỵ Hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết mức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Thìn. Nếu tiến hành, cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Hợi Dần thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi quý nhân trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi nợ công, vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Tân Tỵ sinh năm 2001, Quý Tỵ sinh năm 1953, Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Đinh Tỵ sinh năm 1977, Ất Tỵ sinh năm 1965. Vị trí cung tài lộc: Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ, Ngọ tại phương vị Nam 187 độ, Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng có nhiều âm khí, uế khí, có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bày trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Ra đến Kim Lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 50 tuổi, theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ không phạm phải Kim Lâu. Năm Canh Tý, gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là 50 tuổi nên phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét đến tam tai, năm mệnh gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 71 cần tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới thì gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Với nam mạng Tân Hợi 1971 thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch là hướng Tây Nam Phục Vị, hướng Tây Thiên Y, hướng Tây Bắc Diên Niên, hướng Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Sát và hướng Đông Nam là Ngũ Quỷ.
với nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ là Công Tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh. Vì vậy, hợp với bốn hướng tốt là hướng Đông Nam Phục Vị, hướng Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu đó là Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Giáp, Tây Nam Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại. Họa hại thì là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái Lạc Khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ, nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng quái là Ly, chủ về nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tự tuyệt, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, phạm phải lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc, hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm. Khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này thì rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hướng này thuộc Diên Niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng Thiên Y thuộc sao Cự Môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm thì có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh vào năm 1971 cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, viên mãn. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để có thể kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho mình, thường cần phải đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa hàng, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt ở phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi
trên kênh nhé. Và thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa, sáng nở, tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh, như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt là cây kim ngân có lá xanh tươi xung quanh năm và đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất cả và thủy sinh với những kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau, hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa mới chia sẻ, mong rằng mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ giúp đỡ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.